Vâng, xin chào các anh chị. Chúng ta tiếp tục gặp nhau trong bài học tiếp theo. Tên tôi là Phan Anh, rất vui được chia sẻ với các anh chị trong cái series video khóa học về phát triển hệ thống bán hàng online và bùng nổ doanh số cá nhân, phần thứ nhất, bài số 3. Vâng, bài này là bài số 3 trong series video này. Tôi sẽ nói về những yếu tố của một mô hình thành công. Vâng, tức là nếu như bạn mà đi theo mô hình này theo hai cách, một là bạn là người tạo ra nó, hai là bạn là người đi theo nó, đúng không ạ? Thì bạn nhìn nhận vào một cái công ty, một cái thương hiệu, một cái sản phẩm nó chứa đựng những cái yếu tố này thì bạn hãy làm, bạn hãy đi theo họ, hoặc là bạn phải có những yếu tố này thì bạn mới có thể thành công được. Tất nhiên nó không phải là tất cả các yếu tố, nhưng đây là một số yếu tố quan trọng để các bạn có thể làm. Ok, thứ nhất tôi cho rằng đó là phải là sản phẩm, đúng không ạ? Sản phẩm tốt, đúng không ạ? Có tác dụng thật, có công dụng thật, không có cái tác dụng phụ, đúng không ạ? Hoặc là không có những cái chất gây cấm, chất gây độc. Đấy, tốt, đúng không ạ? Nó là giảm cân thì uống vào nó phải giảm, nhưng mà nó không được gây độc hại, không được gây ốm, không được gây ra những cái tình trạng phụ rất là nguy hiểm cho người dùng, đúng không ạ? Tiếp theo trong cái phần sản phẩm đó là gì? Sản phẩm phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Bởi vì kinh doanh online như này, nếu bây giờ người ta đánh nhau, người ta chơi xấu nhau rất nhiều, nếu như sản phẩm của mình mà không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, made in đâu đó hay là nhập khẩu giấy tờ đầy đủ, đúng không ạ? Có các cái chứng nhận, chứng từ form D, đúng không ạ? Form C, form D gì gì đấy, nhập khẩu rất là đầy đủ rồi, các cái giấy phép công bố, rồi thì giấy phép quảng cáo, vân vân. Đấy, sản phẩm là được phép lưu hành, lưu thông trên thị trường, được các cái cơ quan, ban ngành, đoàn thể mà người ta có thẩm quyền, người ta cấp cho mình, chứ không phải là cứ ông Phan Anh handmade xong bán ra, đến lúc có chuyện gì xảy ra rất là nguy hiểm, đúng không ạ? Vâng, rồi thì sao nữa? Phải có gì ạ? Đầy đủ các cái chứng từ về mặt pháp lý theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc pháp luật hiện hành, đúng không ạ? Còn nếu bạn bán ra nước ngoài thì phải tuân thủ cho thị trường nước ngoài rồi. Sản phẩm có thương hiệu mạnh thì càng tốt, đúng không ạ? Thương hiệu mạnh là gì? Ví dụ bây giờ mình lấy một cái thương hiệu ở nước ngoài về của Nhật, đứng đầu của Nhật, lấy của Mỹ về đứng thứ bao nhiêu của Mỹ, thì cái việc mà các bạn phát triển cái hệ thống như thế nó rất là dễ, bởi vì các đại lý họ nhìn vào cái thương hiệu này, họ thấy là đây là một thương hiệu tốt, đây là một thương hiệu mạnh, có uy tín trên thị trường, thì họ dễ dàng gia nhập hệ thống của chúng ta, đúng không ạ? Tiếp tục, đúng không ạ? Sản xuất có nguồn gốc, OEM ở đâu phải rõ ràng, nhập khẩu phải rõ ràng chứ không được nhập nhèm, đúng không ạ? Vâng, sản phẩm có giá bán hợp lý, phù hợp với phân khúc khách hàng, cố gắng là ưu tiên những cái dòng sản phẩm nó khoảng độ dưới 1 triệu đồng, khoảng độ 300-500 là rất đẹp cho một đơn vị sản phẩm. Chứ còn nếu mà đắt hơn nữa thì cũng vẫn bán được thôi, nhưng mà nó sẽ khó. Chúng ta tuyển đại lý cũng khó, đúng không ạ? Thí dụ như bây giờ các bạn bán vài triệu cho một món đồ thì tuyển đại lý khó lắm, bởi vì đại lý cũng khó bán, đúng không ạ? Giá cao là một trở ngại, hay là sản phẩm cái tính thiết yếu nó không cao lắm thì cũng rất là khó. Thì vậy thì tại sao là cái sản phẩm nó phải có tính thiết yếu, thì trong cái bài 1, bài 2 tôi đã giải thích rồi. Thì cái việc là người tiêu dùng cuối cùng họ dễ mua, thì sau đó thì họ sẽ, cái người bán hàng cũng sẽ dễ bán. Đó, cái yếu tố thứ hai tôi cho rằng cũng rất là quan trọng trong mô hình này, đấy chính là đội ngũ lãnh đạo, người đứng đầu, người phát triển hệ thống, hay mình gọi là leader đấy, đúng không ạ? CEO đấy. Đấy, thì cái người đứng đầu của cái hệ thống này phải có uy tín, có thương hiệu cá nhân, đúng không ạ? Phải có yếu tố về chuyên môn, phải có kinh nghiệm về lĩnh vực mà họ kinh doanh. Thí dụ như là về spa thì họ phải là bác sĩ, tôi nói thí dụ như vậy. Hay là về mỹ phẩm, họ phải là một chuyên gia về kinh doanh mỹ phẩm rất lâu rồi. Họ phải có tiềm lực tài chính tốt để mà có cái tầm nhìn dài hạn, cái độ phủ trên thị trường. Bởi vì cái việc này nó cũng không nhanh, đúng không ạ? Có thể mất vài tháng đến 1-2 năm thì người ta mới có thể bùng nổ được. Đấy, người ta có đủ tầm nhìn, đủ khát vọng, người ta cũng có kinh nghiệm điều hành quản lý, và đặc biệt là người ta là một cái người mà tuân thủ các nguyên tắc kinh doanh, đạo đức kinh doanh và pháp luật tốt. Chúng ta không nên đi theo những cái người mà người ta thấy rằng trong cái suy nghĩ của người ta đã là ăn sổi ở thì, chộp giật, làm lấy kiếm một ít rồi té, đúng không ạ? Hay là làm những sản phẩm không tốt, bởi vì chúng ta nhớ rằng là chúng ta đang dùng chính uy tín bản thân của chúng ta ra để bán hàng. Với chúng ta đăng lên Facebook cá nhân, chúng ta đăng lên Zalo cá nhân, những người người ta mua của ta đều là những người người ta biết mình. Thế nên là rất là nguy hiểm nếu như mình bán những sản phẩm không tốt, sản phẩm có độc hại, đúng không ạ?
Thậm chí có những người là sản phẩm chưa bao giờ dùng nhưng mà cứ viết bài PR là ôi tôi đã dùng rồi, rất là tuyệt vời, rất là tốt, rất là hiệu quả, để lừa những người khác vào mua vào mua. Đấy thì đấy là cũng là cái mà chúng ta cũng hết sức lưu ý nhé. Tôi cho rằng là người đứng đầu rất là quan trọng. Yếu tố thứ ba để thành công trong mô hình đó chính là chính sách bán hàng, chính sách dành cho đại lý. Vâng, một cái đội ngũ mà bán hàng tốt, một cái hệ thống thương hiệu mà muốn bán hàng tốt bùng nổ thì chúng ta phải xây dựng chính sách tốt. Chính sách ở đây bao gồm là gì? Chiết khấu cao, đúng không ạ? Phải nhất quán, phải rõ ràng, phải có nguyên tắc, không được thay đổi, thống nhất từ đầu đến cuối. Nếu có thay đổi thì phải cập nhật báo trước và phải được sự thống nhất của các cái đại lý, khách hàng. Và cái chính sách này cũng phải khuyến khích người trước giới thiệu người sau, rồi người mua hàng nhiều sẽ được hưởng nhiều cái lợi ích. Đó chính là những cái chính sách mà các bạn hết sức là lưu ý, đúng không ạ? Và cái chính sách này chúng ta cũng phải cập nhật, cũng như là chúng ta cũng phải theo sát thị trường. Đấy, ví dụ như trước đây tôi có gia nhập vào một hệ thống bán mỹ phẩm của Hàn Quốc thì tôi thấy là cái chính sách mà họ bán hàng thì họ khiến cho chúng ta là liên tục phải bán. Chúng ta không bán thì chúng ta không kiếm được tiền. Chính vì thế là tôi thấy rất mệt mỏi và tôi không làm nữa. Bằng cách là tôi góp ý là gì? Nếu bây giờ tôi giới thiệu cho một đại lý, người ta vào người ta bán thì tôi phải được hưởng phần trăm của cái đại lý đó. Thì như vậy tôi mới đi tìm đại lý và tôi phát triển. Chứ còn nếu mà chỉ trông chờ vào một mình tôi bán thì tôi sẽ không bán. Bởi vì cái cách mà tôi làm đó là tôi sẽ không lấy lợi nhuận cao mà tôi lấy chia lại cho các đại lý tuyến dưới của tôi. Thì mỗi một cái đại lý tôi tuyển vào thì tôi phải được phần trăm 1-3% cũng được. Chứ không phải như đa cấp là nó cộng 10 đời trong này phần trăm rất là cao, đúng không ạ? Thì nó sẽ kích thích được những người bán hàng, kích thích được những người mà người ta tuyển dụng. Đó, người ta xây dựng hệ thống mà. Cho nên là chính sách dành cho người trên, người dưới nữa nó phải rất là rõ ràng, nó phải rất là hấp dẫn. Đấy, thì người ta mới chịu khó người ta phát triển. Được chưa ạ? Yếu tố thứ tư tôi cho rằng cũng rất là quan trọng, đó chính là cái chương trình đào tạo nội bộ dành cho các đại lý trong hệ thống. Bởi vì các bạn biết rồi, mô hình này nó được phát triển dựa trên là hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn những cái đại lý bán hàng. Và mỗi một cái đại lý bán hàng này nó là một người, hoặc là một cặp vợ chồng, hoặc là một đôi, hoặc là một nhóm. Cho nên là nó sẽ có liên quan đến vấn đề về đào tạo rất là nhiều. Bởi vì muốn hệ thống bán được hàng thì từng cá nhân phải bán hàng tốt. Muốn từng cá nhân bán hàng tốt thì phải đào tạo cho họ. Mà rất nhiều đại lý người ta gia nhập là người ta trắng tinh, người ta không biết gì, hoặc người ta biết rất ít, hoặc là những cái lĩnh vực này người ta chưa bao giờ làm. Vậy thì công ty hay là hệ thống, những người đứng đầu phải có những cái chương trình đào tạo cho họ và có lộ trình đào tạo cho họ. Chương trình là gì? Lộ trình là như nào? Bắt đầu vào, tiếp theo, tháng thứ nhất, tháng thứ hai, tháng thứ ba, tháng thứ tư, liên tục, đúng không ạ? Và ví dụ như tôi cũng được các cái hệ thống người ta mời đi đào tạo về bán hàng online, chạy quảng cáo, rồi làm thương hiệu, rồi tuyển dụng đại lý vân vân, cũng rất là nhiều. Nên tôi hiểu rằng cái đào tạo đấy rất là quan trọng, đúng không ạ? Như tôi đã phân tích, đó chính là do mỗi người có một cái trình độ khác nhau, xuất hiện theo một cái cách khác nhau, xuất thân khác nhau, nghề nghiệp khác nhau, đúng không ạ? Cho nên là cái hiểu biết cũng rất là khác nhau. Đó, thì chúng ta phải xây dựng các chương trình đào tạo. Ví dụ như là đào tạo bán hàng trên Facebook, đào tạo livestream, đào tạo quảng cáo trên Facebook, xây dựng và bán hàng trên kênh YouTube, xây dựng đội nhóm, đào tạo về truyền động lực, truyền lửa, đúng không ạ? Đào tạo về bán hàng chuyên nghiệp, đào tạo về văn hóa đội nhóm, đào tạo về cái tinh thần khởi nghiệp, hay là rồi thì đào tạo về viết content bán hàng, vân vân. Đó, thì những cái phần đấy thì trong những cái bài tiếp theo tôi sẽ nói thêm. Đấy là cái yếu tố thứ tư. Yếu tố thứ năm tôi cũng cho rằng rất quan trọng. Đấy là cái định hướng phát triển đội ngũ bán hàng. Thì cái việc cái người đứng đầu cái hệ thống này, họ muốn tuyển nhân sự như nào? Chẳng hạn họ tuyển ai cũng được, hay là những người vào với họ phải là những người chọn lọc, phải là những người đã có uy tín, có trình độ, hay là có bao nhiêu lượt theo dõi trở lên, Facebook có bao nhiêu người trở lên họ mới kết bạn, hay là họ phải là làm những công việc gì? Nó phụ thuộc vào cái việc là chúng ta chọn cái đối tượng đi cùng chúng ta. Đấy, những người đi cùng mình mà ok thì cái hệ thống nó sẽ phát triển tốt, bền vững và nhanh. Hay là mình không phát triển cái đội ngũ cộng tác viên nhiều, mà mình bắt buộc phải phát triển những người là phải nhập hàng, phải bỏ tiền ra mới làm.
còn nếu không thì sẽ không làm. Bởi vì những người mà buôn nước bọt là những người người ta không nỗ lực, đúng không ạ? Vâng. Cái nội dung số 6 mà tôi nghĩ rằng cũng rất là quan trọng trong mô hình này, đó là chiến lược về marketing và thương hiệu của chính cái thương hiệu đó. Thế thì họ có chi tiền cho PR không? Họ có chi tiền cho sản phẩm không? Họ có làm các cái chương trình promotion, quảng cáo không? Họ có làm quảng cáo cho hệ thống đại lý hay không? Đúng không ạ? Họ có đôn các đại lý của mình lên hay không? Thì mình phải hỏi. Ví dụ như là tôi thấy có một cái sản phẩm mầm đậu nành, tôi nghĩ là một cái sản phẩm hết sức là thông thường mà bán hàng theo mô hình chuỗi này thôi, mô hình hệ thống đại lý online này thôi. Thế mà người ta chi tiền quảng cáo trên đài truyền hình Việt Nam VTV. Thế thì các đại lý họ nhìn thấy cái sản phẩm như vậy, các khách hàng họ nhìn thấy cái sản phẩm như vậy, họ thấy rằng là rất là thích, đúng không ạ? Bởi vì sản phẩm của tôi còn lên được kênh VTV cơ. Thì đấy là một cái mức độ tôi đánh giá này cũng rất là chịu chi của một cái sản phẩm rất thông thường và bán hàng theo mô hình cũng rất là thông thường. Thì đấy là một cái cách làm tôi cho rằng tốt, đúng không ạ? Ngoài ra báo chí PR này nọ, rồi mua giải, rất nhiều các cái loại giải, giải thưởng uy tín này, giải thưởng này, giải thưởng kia. Rồi, và yếu tố thứ 7 tôi cho rằng cũng quan trọng, đúng không ạ? Đó là các bạn có thể là thêm các yếu tố khác vào, rất nhiều các yếu tố. Và như là phân tích thị trường, định hướng rõ ràng, cái vấn đề liên quan đến cái văn hóa công ty, liên quan đến cái việc là định hướng phát triển sản phẩm, liên tục bổ sung sản phẩm mới, liên tục cải tiến bao bì mẫu mã sản phẩm, liên tục đổi mới sản phẩm, liên tục tung ra các chương trình push sale, chương trình khuyến mại, chương trình tri ân khách hàng, vân vân. Thì đấy cũng là cái nhóm thứ 7 mà tôi cho rằng là tổng hợp rất nhiều những yếu tố lại. Vâng, như tôi nói, nếu bạn là đại lý thì bạn hãy chọn một cái công ty, một cái mô hình hay một cái thương hiệu có những yếu tố này. Và nếu bạn là một CEO muốn phát triển thì bạn cũng lưu tâm đến những cái yếu tố này để mà phát triển hệ thống, để mà tham gia bán hàng. Thấy chưa? Tôi chỉ muốn nói rằng là gì? Bán gì thì bán, đừng bán lương tâm, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta sử dụng cái thương hiệu, cái uy tín, cái Facebook, cái Zalo, Instagram cá nhân của chúng ta để bán hàng. Cho nên nếu mà chúng ta mất uy tín thì chúng ta sẽ không thể bán được nữa. Chưa kể đến là chúng ta hầu như chỉ bán hàng cho bạn bè thôi. Như vậy rất là ảnh hưởng đến chúng ta. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn.